Wow, hoành tráng ha Đại Đình ha. Biểu tượng của thi sô mạc ở Đại Đình. Đây là một cái siêu thị của khu nhà giàu. Các nhà thấy không? Beso Beso Explorer. Các nhà thấy đẹp hoành tráng ha. Dạ. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2024. Các nhà khỏe không? Dạ em khỏe. Wow, chỗ này chịu khó đầu tư dễ sợ ha. Wow, nó giống như một cái tiểu hành tinh đó Đại Đình. Để thu hút những người người ta tới đây vui chơi, nhất là có gia đình, trẻ con. Wow, hoành tráng không? Những cái hành tinh đó Đại Đình. Nhìn là đơn giản vậy chứ thiết kế lại tiền không ha. Em đi sơ sơ qua cho cả nhà coi. Dạ, ở đây thì có check in nhận quà đủ các kiểu hết. Magic. Để sợ ha. Cả nhà thấy không, có bảo vệ người ta nhắc nhở, đôi khi có vấn đề gì mà nó nguy hiểm thì căng lắm à. Giống như cái vụ đạp chính thân ở đài thiệt, đạp chính thân ảnh té bùn nước á, té đài phun nước á, đẹp ha, hoành tráng ha. Đó, thi sô mạc nè Đại Đình, bán đàng hoàng nha. Một con cúp bế, con cúp bế này bán bao nhiêu em không biết. Dạ. Nó là một cái biểu tượng ở Đại Đình. Figure này bán bao nhiêu tiền? 199.000. Cảm ơn em. Giá phải chăng ha Đại Đình ha. Có nón luôn. Họ là một cái thương hiệu đó. Ở nhà thấy hay không? Dạ, để thu hút người ta tới Đại Đình. Đó, rồi ngăn lại, cẩn thận, không đùa giỡn, không tự vào kính, không chạy nhảy, cái bản warning cảnh báo á. Nhà thấy nè, nó hoành tráng chưa? Đang thu hút vào rất là nhiều người tới ha. Siêu thị giác vàng của tỷ phú Trần Bá Dương ở Đại Đình. Dạ, anh này tỷ phú đô la nha, chứ không phải là tỷ phú thường. Việt Nam mình đâu có khoảng 6 người tỷ phú đô la. Còn những người ngầm nữa thì mình không biết. Giống như bà Trương Mỹ Lan ở Đại Đình. Em chào Đại Đình, em chào cả nhà. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2024. Mình đang ở Sala Thi Sô Mạc. Ở đây là một cái khu trung tâm thương mại nổi tiếng của khu vực địa bàn quận 2, khu nhà giàu. Đó, pizza phô bi nè, nhà để thấy ngầu chưa? Nhìn dễ thương đã ha. Em chưa ăn, chưa biết, chưa cãi Đại Đình nghe được. Ở đây họ thơm lắm, họ xài cái mùi dầu thơm ở Đại Đình, khu nhà giàu mà. Dạ. Đó, mình ra đây có một cái biểu tượng. Cái bạn thi sô mạc hồi nãy bạn bán nó 190.000 á. Đó. Thì Beso 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 Vers. Không biết đọc đúng hay không nữa Đại Đình. Đó, nhà thấy không? Đó. Khai trương ngày 15 tháng 11. Nó là cái gì? Muji. Đó, bạn Beso nè Đại Đình, là cái biểu tượng ha. Đặc biệt vào ngày 7 tây tháng 12 á, là sẽ có thắp cái đèn, thắp cái cây thông, thắp sáng cây thông nha. Dạ. Beso này cả nhà biết bao nhiêu không? 10 tỷ á. Nghe nói á, lúc đầu là nó còn cử động tay chân, rồi nó còn cảm biến cái camera nữa. Bây giờ thì nó chỉ có chấp chấp mắt thôi nha Đại Đình. Sắp tới thì sẽ có cái cây thông, mà không biết cây thông đã ở đâu. Dạ. 7 tháng 12 ở chỗ này họ sẽ lên đèn cây thông làm lễ thắp sáng. Đây là khu quận 2. Cả nhà thấy đây cái trục đường chính không? Nguyễn Cơ Thạch đó. Nhà đó là 100 mấy chục tỷ ở Đại rồi, chứ không hề rẻ. Em nói là 100 mấy chục tỷ đó, em không có nói lộn đâu. mà ngặt nổi nó càng lên giá, chứ nó không có xuống giá. Cả nhà thấy ghê ha. Dạ. Ngày 7 tháng 12 họ sẽ lắp cây thông ở đây, lên đèn cây thông ở đây cho bà con cô bác mình coi. Bây giờ em về, em mới dẫn hai cục vàng em đi siêu thị ở đây, rồi mua mấy cái sách tô màu cho bạn nhỏ đó. Bạn lớn bạn mua cho bạn nhỏ. Anh đi hết này, chào Đại Đình đi. Em chào Đại Gia Đình. Cảm ơn hai cục vàng nhiều. Bây giờ về nhà thôi. Hôm nay là một ngày đi chơi vui vẻ của
của ba đứa tụi em rồi. Cuối tuần cả nhà có vui vẻ không? Cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Quan trọng nhất là sức khỏe là vàng. Mấy bữa nay thì cả nhà có theo dõi cái thông tin mà Đàm Vĩnh Hưng á đại đình kiện bạn thân á, với cái số tiền thì mình cũng chưa biết là bao nhiêu, nhưng mà nộp đơn kiện lên tòa án quận Cam của California để thụ lý hồ sơ, chờ bồi thẩm đoàn, rồi khoảng tháng 6 năm 2025 sẽ diễn ra cái vụ xử ha đại đình ha. Không biết là bao nhiêu, có người thì đồn đãi là 15 triệu, có người đồn đãi là 50 triệu. Lúc đầu báo chí họ cũng đăng là nghe nói là đòi 15 triệu, không có được thì bây giờ là kiện ra tòa. Thực hư thì mình không biết ha, sao mình biết được. Nhưng mà cả nhà thấy cách đây khoảng bao nhiêu ta, hồi tháng 3, lúc đó thì mọi người cũng chưa có quan tâm lắm, lý do là chưa có xảy ra vụ kiện. Khi mà xảy ra vụ kiện rồi người ta mới quan tâm nhiều, để ý đại đình. Thứ nhất là nhiều chuyện, thứ hai nữa đó là một cái gọi là ví dụ điển hình thực tế ha. Hồi tháng 3 thì báo chí họ cũng đăng tin, đưa tin đó, báo chí trong nước cái nhà đại đình, chứ nước ngoài thì chắc là người ta không biết Đàm Vĩnh Hưng là ai đâu. Dạ, đó là điều thực tế ha. Cách đây khoảng 6 tháng đó nha đại đình, 6 tháng cụ thể là vào khoảng, khoảng 8 tháng cụ thể vào ngày 2 tháng 3 năm 2024 á, thì báo chí trong nước đăng là chính thức anh Đàm Vĩnh Hưng nói không thì không có nói. Dạ, nhưng mà báo chí rồi bên hải ngoại người ta cũng phỏng đoán, tại vì nó ước chừng á đại đình chi phí mà chữa trị khi mà anh bị tai nạn gãy chân hoặc là đứt ngón chân gì đó, mất ngón chân gì đó cũng chưa rõ nữa, thì là phải chi 20 tỷ đồng nha đại đình. Vậy chi là khoảng 840.000 đô la Mỹ. Cả nhà thấy ghê không? Theo báo chí thời điểm tháng 3 họ đưa tin, lúc đó là chỉ những người nào quan tâm Đàm Vĩnh Hưng hoặc là này nọ người ta mới để ý thôi. Dạ. Sau tai nạn sân khấu tại Mỹ, lúc đó người ta nói là sân khấu tại Mỹ nha. Về sau mới biết đó là một cái nhà cá nhân của một đại gia Mỹ mà Đàm Vĩnh Hưng được mời tới vào cái dịp tháng 2, nhân cái dịp Tết, tổ chức Tết nha. Đó không phải là sân khấu mà báo chí đăng là sân khấu đó. Cả nhà thấy không, báo chí là ta cũng không có biết chính xác được nữa. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã sớm về Việt Nam, anh ở nhà tích cực dưỡng thương chờ ngày bình phục. Anh được chẩn đoán là phải mất hơn một tháng để có thể đi lại bình thường. Dạ, khi mà chữa trị ở Mỹ á, thì trước đó vào ngày 21 tháng 2, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh bị tai nạn trong chuyến lưu diễn ở Mỹ. Nam ca sĩ kể, biểu diễn một tiết mục, anh đứng lên vị trí cao để tương tác cùng khán giả. Tuy nhiên khu vực này không an toàn, vật liệu bị đổ đè sập lên chân anh. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thời điểm xảy ra tai nạn, anh bất ngờ đến bị động. Tôi bị mảnh vỡ cứa vào chân và rồi ra huyết nhiều, đến mức không biết chuyện gì xảy ra. Mọi người lập tức đưa tôi vào bệnh viện, nghe xong mà muốn xỉu. Đó là báo chí họ đăng tin ở nhà đại đình, thời điểm tháng 3. Kể về cái sự kiện vào tháng 2 của Đàm Vĩnh Hưng xảy ra. Mà theo báo chí thời điểm đó là ta đăng là chi phí của bệnh viện rất là mắc. Ngày 24 tháng 2, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định về Việt Nam chữa trị. Theo đó, cộng đồng người Việt ở Mỹ đã bốc giá điều trị của Đàm Vĩnh Hưng trong 2 tuần. Nếu không có bảo hiểm, có thể lên đến 840.000 đô la, tương đương 20 tỷ đồng, mà vẫn phải chờ đợi để được chữa bệnh, thậm chí và phải về Việt Nam để chữa trị thêm. Trời ơi, cả nhà thấy ghê không? Dạ, đó là những cái con số mà hú hồn chim én luôn ha đại đình. Đây nè, cả nhà thấy nè. Đó. Nè, cả nhà thấy báo chí họ đăng lúc đó nè đại đình, thấy không? Đó, ảnh bị động lên một cái vị trí cao, tương tác cùng khán giả, bị vật liệu đổ sập đè lên chân ảnh. Đó, thấy chưa? Đó, tôi bị tai nạn, mảnh vỡ cứa vào chân. Đó, mà chi phí điều trị đó là đâu đó là 2 tuần, nếu không có bảo hiểm bên Mỹ có thể lên tới 840.000 đô la, tương đương tới 20 tỷ. Ghê không đại gia đình? Một con số vô cùng khủng khiếp ha. Trời ơi, 20 tỷ là cả một gia tài đối với lại người bình thường á. Dạ, người giàu thì em nghĩ người ta cũng tiếc nữa chứ không phải không tiếc đâu.
Mà cái chuyện tiền là chuyện vật ngoài thân, chứ còn thân thể, cơ thể mình mới là quan trọng, đúng không Đại Đình? Và cái điều đó là điều tất yếu rồi nè. Cái giai đoạn Đại Minh Thân lúc đó là Đại Đình tháng 3 đó. Đó, cả nhà thấy nè. Wow. Rồi có những cái đoạn clip nhỏ là khi mà Đàm Vinh Hưng này về Việt Nam, Đại Định ngồi xe lăn. Dạ. Quá trời luôn ha. Ghê quá trời Đại Định. Mình đâu không biết thật hư, tại mình đâu có coi cái bill đó đâu, đúng không? Mà nghe bên Mỹ có chia sẻ nói là nếu mà không có bảo hiểm ha, thì nó sẽ lên tới 840.000 đô la. Má ơi, một cái số tiền vô cùng khủng khiếp nha. Thậm chí luôn, em bảo đảm Đại Đình luôn, đối với là những ca sĩ hạng A Việt Nam mình luôn, 20 tỷ là một số tiền cực kỳ lớn luôn á, chứ không phải đơn giản đâu. Dạ. Cả nhà thấy xa xa đó là Vinhome Center Park ở Đại Đình. Rồi 8 tháng sau thì có cái câu chuyện đó là nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kiện người bạn thân ở Mỹ. Thì lúc đó mình mới biết đó là một cái biểu diễn, một buổi biểu diễn tại nhà. Và biểu diễn tại nhà ha Đại Đình ha. Dạ. Do một cái nữ doanh nhân gì đó người ta mời, do những người đó người ta chia sẻ lại, và thậm chí người ta cũng quay video lại cái lúc mà anh Đàm Vĩnh Hưng ảnh nhảy lên cái chỗ mà cái gì, cái đài phun nước á Đại Đình. Bây giờ người ta mới nói là đài phun nước nha. Đó. Ok, vừa rồi tụi em qua Mỹ á, thì tụi em cũng mua bảo hiểm 3 người luôn, là đâu đó khoảng 100 đô thôi. Nhưng mà cái gói bảo hiểm á, nó cũng liệt kê rất nhiều thứ. Ít nhiều gì nó cũng cover cho mình được rất là nhiều cái khoản nếu mà có vấn đề gì. Chả ai muốn đâu ha Đại Đình, nhưng mà để yên tâm. Dạ, để yên tâm. Còn bà con Việt Kiều mà về Việt Nam chơi á, thì nhiều cô chú anh chị chia sẻ là phải mua cái gọi là Travel Health Insurance. Cái này thì ở Việt Nam mình là có Liberty hoặc là AEG, AEA. Họ cũng bán, hồi nãy em nói Đại Đình đó, là mình mua ở Liberty hoặc là gì đó, tùy theo cái tiền của mình và cái gói bảo hiểm thôi. Dạ, không biết là anh Đàm Vĩnh Hưng này anh có mua hay không thì mình không rành lại được. À, mà bà con Việt Kiều mình kể á, rồi nói á, khi mà về Việt Nam mua bảo hiểm á, thì chơi du lịch á, thì phải mua cái gói là Travel Health Insurance. Dạ. Ghê ha. Ở Mỹ mà cái gì cũng tiền hết. Nhiều cô chú anh chị có kể chia sẻ ở Mỹ chữa trị chi phí nó rất là lớn, nếu mà không có bảo hiểm thì thiệt là đuối luôn á, chứ không phải là đơn giản đâu. Dạ. Cách đây không lâu thì có một anh bị gọi là tai biến Đại Đình, mà ảnh ở cái dạng nhẹ, ảnh còn bấm được cái số điện thoại cấp cứu á, thì khi cấp cứu họ tới họ cứu chữa ảnh được á, thì đưa ra cái bill là đâu đó khoảng 50 mấy ngàn. Dạ, 50 mấy ngàn nha Đại Đình. Nhưng mà anh có chia sẻ, anh có chụp hình cái chi tiết thông tin cho mình thấy, cho em thấy, để mình hiểu thêm cái môi trường hoàn cảnh sống, với lại cái tiền bảo hiểm mà mình đóng nó hữu dụng như thế nào khi mà có vấn đề. Thì lúc đó là 50 mấy ngàn đô, 50 mấy ngàn đô Đại Đình. Dạ, 50 mấy ngàn đô là ít á. Chỉ còn cái trường hợp mà của một anh bạn nữa, anh cũng mua nấm đông trùng hạ thảo của em á, thì bản thân gia đình có người của nhà của ảnh á, có liên quan tới cái vấn đề bệnh viện mà phải chi phí lớn á, thì ảnh kể chi phí rất là lớn nha Đại, nó lên tới mấy trăm ngàn á. Nhưng mà khi mà ảnh đóng bảo hiểm rồi á, thì cái số tiền ảnh phải đóng lại nó rất là nhỏ, mà ảnh cũng cảm thấy hết hồn luôn. Dạ, anh chia sẻ rất là chi tiết nhiều lắm, nhưng mà em thì không có nhớ hết nổi nữa. Chỉ biết rằng là bảo hiểm phải đóng, phải mua. Bình thường là khoảng vài trăm, hoặc là tùy theo cái gói mình mua. Nhưng mà khi mà có chuyện có biến rồi thì mới thấy nó vô cùng hữu dụng. Hoặc là nhiều người ta cũng tuyên truyền, thì cái gói bảo hiểm nó cũng, nếu mà mình không xài thì mình cũng
gọi là làm phước cho người ta đại đình, để họ duy trì cái số tiền để mà hỗ trợ cho những người khác khi mà những người khác gặp chuyện. Thấy cũng hay đúng không đại đình? Mình đang đi đường Nguyễn Hữu Cảnh ha. Mà chi phí không biết thật hư chi phí 840.000 hay không, mà Đàm Vĩnh Hưng giàu lắm chứ không phải là nghèo đâu nha đại gia đình. Tính ra so ra với lại những cái người nghệ sĩ nổi tiếng mà có tiền và có cái tuổi đời sân khấu, có tên tuổi mặt mũi thì Đàm Vĩnh Hưng cũng thuộc lại hàng top á. Thì mình biết sao mình chia sẻ vậy thôi. Dạ, ảnh thuộc lại hàng top á đại đình. Hồ Ngọc Hà nè, Lại Quyên nè, dạ, rồi ai nữa nè ta, Trấn Thành, Trường Giang, Quang Lê nè, dạ, Quang Lê thì cái mức độ đi show của bạn ấy thì nhiều nhưng mà không nhiều bằng những cái người mà giống như hồi nãy em nói đâu. Lý do là Quang Lê ở bên hải ngoại muốn về đây hát thì phải qua rất là nhiều khâu, không có đơn giản nha đại đình. Bạn em ảnh chia sẻ cái chuyện mà lọc thận rồi mỗi tháng đóng bảo hiểm một bảo trong vòng 8 năm bảo hiểm mỗi tháng đóng 2.000 đô, dạ, rồi cái tiền deductible gì đó, deductible là 13.000 đô trước khi mổ cho tất cả các vòng 8 năm là gần 2 triệu. Trời ơi, không đại gia đình. Dạ, mổ 7 lần mà 5 lần bị nhiễm trùng, dạ, mỗi lần là gần 70.000 đô. Họ gửi bill, còn tiêm thì hết 500.000. Trời ơi, ghê không đại địch. Dạ, thận thì khoảng 600.000. Trời ơi, ghê không. Tiêm và thận này nọ các kiểu đó, một số tiền vô cùng khủng khiếp á đó. Mà nếu mà có bảo hiểm á thì nó cover lại rất là nhiều. Nó một trong những chi tiết nhỏ mà nhiều cô chú anh chị nói. Bởi vậy ở bên hải ngoại, bên Mỹ á, khi mà làm lương á, mình mà có mua bảo hiểm á thì thấy nó nhiều, nhưng mà khi mà hữu sự rồi mới thấy nó vô cùng quan trọng. Bởi vậy nhiều cô chú anh chị nói bên đó là bill bọng quái chạy đậu luôn. Ghê ha. Đi du lịch cho dù gần hay xa, trong và ngoài nước thì mình cũng phải thủ mấy cái đó, nhất là những cái nước mà có chi phí rất là đắt đỏ. Như chị Lê Giang vừa rồi á, đi mà ăn sầu huyết với lại này nọ bị trúc thật ở đại đình, rồi phải nhập viện á. Cũng may á là Thái Lan giá tiền cũng không có cao, với lại chị cũng bị nhẹ, vô để an tâm thôi, cũng không có nhiều lắm. Dạ, quan trọng nhất là vẫn là sức khỏe thôi, đúng không? Nhưng mà đối với nhiều người có tiền kìa, còn những người mà không có tiền thì thôi rồi, lượm mơ hết đại rồi. Thậm chí cả nhà biết á, họ phải tìm cách để mà bỏ bớt gánh nặng cho người thân á. Em không có nói với sao ha đại rồi ha, bỏ bớt gánh nặng cho người thân. Mới đây là cả nhà thấy một cái trường hợp, một cái anh ca sĩ đó, ảnh ở chung cư đó, mà ảnh cũng tìm cách mà bỏ bớt gánh nặng cho người thân của ảnh á. Rốt cuộc là ảnh còn nằm lại, ảnh còn ở lại mà còn nặng hơn nữa, thấy tội ghê luôn á đại rồi. Nam Mô Di Đà Phật. Ghê, bên Mỹ ghê thiệt hả chứ, tiền, quá về tiền luôn. Nhiều cô chú anh chị cũng nói không cần biết gì hết, chỉ vô là chữa cho mình, tiền tính sao. Đó, cô chú anh chị dạy đó, có nghĩa là người ta vẫn biết quý là cái sinh mệnh của mỗi người, không cần biết mình là ai, dù giàu hay dù nghèo, nhưng mà khi mà ra bill rồi thì mới thấy cái cảnh đó, ra bill thấy mấy cái cảnh. Như trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng đi, có nhiều lời đồn đãi, và trong cộng đồng người Việt mình ở hải ngoại cũng chia sẻ đối với trường hợp này,
Và đối với chi phí mà 2 tuần á, thì nó rơi vào tầm khoảng đâu đó trên dưới 840.000 đô. Thôi, 840.000 đô là gần bằng một cái nhà của khu Cali Westminster rồi đúng không đại? Một nửa căn nhà hoặc là 2/3 căn nhà tùy theo mới cũ, mới lớn mà mới cũ ha. Còn 20 tỷ á thì là bằng cái bằng hai con Peso hồi nãy ở khu Thi Sô Mạc đó đại. Bằng cái gì ta? 20 tỷ bằng cái gì? Bằng một căn hộ chung cư hồi nãy mình đi ngang qua ở khu Vinhome Golden Riverside. Cách đây mấy trăm mét nè, đó, cái khu mà biệt thự 500 tỷ ở đại đó. Đó, một căn hộ 20 tỷ. Ghê ha. Mà bản thân anh Đạm Như cũng lắc đầu luôn mà chịu không nổi chi phí á. Lắc đầu luôn, ca sĩ hàng A đó. Mỗi cái show ảnh rất là nhiều tiền, nhất là những cái show mà nó đại gia hoặc là những cái công ty lớn là lúc nào cũng phải chuyển tiền trước cho bên ca sĩ rồi ca sĩ mới xuống hát nha, chứ không phải là cái chuyện mà ca sĩ hội chợ hát xong rồi bầu show mới ra trả tiền đâu. Cái thời mà những cái người đó thì chưa có tên tuổi, chưa có được nhiều người biết đến thì người ta mới vậy, chứ còn mà tên tuổi rồi là phải chuyển tiền trước cho họ đó, chứ không phải là muốn mời họ là mời đâu. Bởi vậy cả nhà thấy những người ca sĩ đó cho dù hát hay, ngoại hình đẹp thì phải làm bất chấp thủ đoạn để có tên tuổi đăng xê. Có giai đoạn đó là họ thuê những cái người giả làm fan đó đại, tặng bông, thú nhồi bông, rồi mua đĩa CD hào 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 để tạo hiệu ứng á, nhiều lắm. Đi coi mấy sân khấu bình thường giống như là một cái sáo chống đồng, rồi chút Bách Tùng Diệp ở ngoài Lý Tự Trọng á, thấy hoài à. Thấy ai đó không? Ngọc Sơn. Nhiều lắm nha đại đó. Để khi mà họ có tên tuổi rồi, lúc đó là bầu show tăng giá thôi. Mà đối với lại cái giới nghệ sĩ bây giờ ở đây á, thì mời họ đi hát á, là gọi là một cái số tiền khủng luôn á. Đàm Vĩnh Hưng nè, Hồ Ngọc Hà nè. Hồ Ngọc Hà thì hôm qua mới mừng sinh nhật 40 tuổi của bạn ấy. Bạn ấy cũng rất là nể ha, nể bạn ấy luôn á, mười mấy tuổi. Bước từ người mẫu chuyển qua phim ảnh, nổi qua cái bộ phim Hoa Cỏ Mây, và có nhiều lần thay đổi cái sắc diện ở đại đình. Rõ ràng mới thấy là đổi khí đổi vận luôn. Bạn này rất là nhiều cái scandal rồi điều tiếng, nhưng mà cái cư xử của bạn này ở ngoài thì thấy rất là khiêm tốn nha, nói chuyện rất là khôn ngoan nha đại đình, không có bổ bả hoặc là này nọ đâu. Có nghĩa là cái người rất là bình tĩnh đó. Hồ Hà ở đại đình, Hồ Hà mà đi show thì thôi dữ dội luôn, tiền khủng luôn á đại đình, chứ không có phải là đơn giản đâu. Đàm Vĩnh Hưng, Lại Quyên đó. Đường